Hoa Kỳ công bố video tiêm kích Nga xả dầu vào UAV. Quân đội Mỹ đã công bố video vụ tiêm kích SU-27 của Nga tiếp cận và xả dầu lên chiếc MQ-9 trước khi UAV rơi xuống Biển Đen. Video do Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ công bố vào ngày 16 tháng 3 cho thấy một tiêm kích SU-27 đã tiếp cận từ phía sau bên phải của máy bay không người lái, tức là UAV MQ-9, trong cuộc chạm mặt 2 ngày trước đó trên Biển Đen. Khi tới gần chiếc MQ-9, phi công SU-27 Nga bắt đầu xả nhiên liệu rồi bay vượt qua phía trên UAV của Mỹ. Luồng xả lớn từ đuôi chiếc SU-27 khiến cho tín hiệu hình ảnh của MQ-9 bị gián đoạn. Tiêm kích Nga sau đó tiếp tục áp sát vào xả dầu, khiến tín hiệu bị nhiễu nghiêm trọng hơn. Camera trên UAV cũng cho thấy cánh quạt phía sau chiếc MQ-9 quay chậm dần và bị hư hại một phần sau khi tiêm kích SU-27 tiếp cận. Quân đội Mỹ cho biết tiêm kích Nga va chạm với lại MQ-9, khiến cánh quạt chiếc UAV bị hỏng. Tuy nhiên, phía Nga tuyên bố tiêm kích SU-27 không va chạm với UAV Mỹ. Các binh sĩ Mỹ đã vận hành UAV, sau đó điều khiển chiếc MQ-9 từ từ lượn xuống vùng biển quốc tế phía tây nam của bán đảo Crimea. Theo quan chức Mỹ, trong quá trình này, họ xóa phần mềm nhạy cảm trên máy bay để tránh nguy cơ Nga thu được bí mật quân sự. Nga hiện chưa bình luận về video do quân đội Mỹ công bố. Cũ giác đài cho biết chiếc UAV chìm ở độ sâu 1.200 đến 1.500 mét ở Biển Đen. Khu vực tàu chiến Mỹ hiện không thể tiếp cận. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ là John Kirby cũng nhận định nước này có thể không bao giờ thu hồi được chiếc xác của MQ-9. Trong khi đó, thư ký Hội đồng An ninh Nga là Nikolai Patrushev nói rằng Moscow sẽ trục vớt chiếc xác của UAV Mỹ. Dù tiến trình này gặp nhiều thách thức, hai quan chức Mỹ vào ngày 15 tháng 3 thông báo lực lượng Nga đã tiếp cận vị trí UAV rơi. Đây là vụ va chạm trực tiếp đầu tiên giữa lực lượng Nga và Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine vào hồi cuối tháng 2 năm 2022. Sự việc không gây ra những cuộc đối đầu trên thực địa tiếp theo, nhưng khiến không quân Mỹ tổn thất ít nhất 30 triệu Mỹ kim. Các quan chức Mỹ sau đó cảnh cáo với đại sứ Nga tại Mỹ rằng Moscow phải cẩn thận hơn khi bay trong không phận quốc tế. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN rằng thông điệp mà chúng tôi gửi tới đại sứ Nga là họ cần cẩn thận hơn khi bay trong không phận quốc tế. Họ là những người phải cẩn thận hơn. Phía Mỹ cũng thừa nhận chuyện phía Nga chặn máy bay của họ không hy vọng như vậy chỉ trong vài tuần gần đây. Thông báo của Bộ Tư lệnh Châu Âu cho rằng vụ việc lần này phản ánh cách phi công Nga hành động nguy hiểm khi gặp máy bay của Mỹ và đồng minh trong không phận quốc tế, bao gồm trên Biển Đen. Mỹ cũng cáo buộc Nga hành xử không chuyên nghiệp. Tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi là tướng James Hesker khẳng định trước thời điểm vụ xảy ra, MQ-9 đang tiến hành các hoạt động thông thường trong không phận quốc tế, nhưng hành động thiếu an toàn và chuyên nghiệp của phía Nga đã suýt khiến cả hai chiếc máy bay rơi. Việc MQ-9 rơi gần Crimea là đặc biệt nhạy cảm. Trong thời gian qua, Ukraine nhiều lần khẳng định trong năm nay sẽ giành lại Crimea. Bán đảo đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014 và có vai trò chiến lược cho cục diện xung đột đang diễn ra. Và nói cách khác là vụ MQ-9 có thể bị xem là biểu hiện cho việc Mỹ tăng cường tham gia trực tiếp vào xung đột giữa Nga và Ukraine.